Nguyên Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh đối diện mức kỷ luật nào khi vi phạm được Bộ Chính trị trình giao Trung ương? Bộ Chính trị đã đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Lào Cai. Như dân Việt thông tin, ngày 8 tháng 5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị Ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật cán bộ, Ban Bí thư đã khai trừ đảng đối với 5 đảng viên. Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Lào Cai trao đổi với dân việt một nguyên ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương và một nguyên thứ trưởng bộ nội vụ cho biết đối với cán bộ đảng viên là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương hoặc nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên ban bí thư và nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương nếu có vi phạm khuyết điểm thì ủy ban trung ương sẽ kiểm tra xem xét nếu vi phạm khuyết điểm đó phải kỷ luật thì ủy ban kiểm tra trung ương trình bộ chính trị xem xét trường hợp vi phạm khuyết điểm này ở mức kỷ luật bằng hình thức khiển trách cảnh cáo thì bộ chính trị sẽ quyết định trường hợp cần phải kỷ luật bằng hình thức cách chức khai trừ thì bộ chính trị sẽ trình ra ban chấp hành trung ương xem xét quyết định theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Bí thư tỉnh ủy Lào Cai, ông Doãn Văn Hưởng, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Thành Dương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Ông Lê Ngọc Hưng, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên ủy viên ban cán sự đảng, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở công thương tỉnh Lào Cai. Ông Mai Đình Định, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, nguyên bí thư thành ủy Lào Cai, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý hình sự. Vi phạm của các ông này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thiệt hại, thất thoát rất lớn tiền tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương. Theo thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm, ban bí thư đã khai trừ Đảng đối với các ông Giãn Văn Hưởng, Nguyễn Thành Dương, Lê Ngọc Hưng, Mai Đình Định. Thời gian qua đã có những cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý khi vi phạm của họ được Bộ Chính trị trình ra Trung ương. Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng, như trường hợp ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Đồng Nai, ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Hải Dương, ông Nguyễn Đức Trung, cựu Bí thư Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, ông chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.